Thưa quý vị, ngay sau khi thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục triển khai những giải pháp siết chặt hơn để phù hợp với tình hình thực tế, nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong đó có thể nói là các chốt kiểm tra y tế đã và đang phát huy vai trò là những lá chắn thép góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch. 14 giờ ngày 13 tháng 7, tại chốt kiểm tra số 2 trên quốc lộ 51. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp tài xế xe đầu kéo đến từ quận 9 thành phố Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, tài xế đã được đưa về cơ sở y tế tại thành phố Bà Rịa làm xét nghiệm PCR. Thì tình dịch vẫn bình thường và về tài xế này là hết về cái test nhanh âm tính để nên vô làm kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính để đi lấy hàng tiếp. Thì qua test nhanh âm tính thì phát hiện là dương tính. Từ khi tỉnh Đồng Nai thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16, chốt kiểm tra xe máy trên quốc lộ 51 đã được dời lên vị trí ngay cổng vào khu công nghiệp Mỹ Xuân A để giúp lực lượng chức năng kiểm soát được hết tất cả những trường hợp người dân ở Đồng Nai qua lại khu vực này. Cho anh, tôi hỏi nhà anh ở đâu lận? Ở Phước Bình, chỗ này nè. Nhà Phước Bình là Phước Thái đúng không? Là thuộc Đồng Nai đúng không nhà? Rồi xin mời anh quay về nhà rồi đấy. Chỗ đó đang thực hiện chỉ thị 16. Rồi mời anh quay về nhà nơi xuất phát anh nha. Rồi thông cảm. Liên quan đến thông tin về việc các chốt kiểm tra y tế trên quốc lộ 51 không cho các phương tiện xe tải rỗng đến từ vùng dịch vào Bà Rịa Vũng Tàu, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh khẳng định thông tin này không chính xác. Theo như sự chỉ đạo của ban phòng chống dịch như công văn của ủy ban tỉnh thì tất cả những xe có công văn yêu cầu hỗ trợ về vận chuyển hàng hóa, về cái nhu yếu phẩm thì tạo điều kiện để người ta vào khu công nghiệp. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, lượng phương tiện ô tô cá nhân đến Bà Rịa Vũng Tàu từ hai địa phương này giảm hẳn. Hiện tại chỉ còn chốt kiểm tra xe tải dẫn đông phương tiện vào Bà Rịa Vũng Tàu, đảm bảo không đứt gãy nền kinh tế. Riêng đối với chốt xe máy, nhiều khả năng những ngày tới, lượng phương tiện từ các địa phương khác đến sẽ giảm mạnh do lực lượng chức năng kiên quyết không cho người từ vùng dịch vào Bà Rịa Vũng Tàu theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.